không phải, ví dụ như em nói cái câu thiệt là khó, ví dụ như là hello. Ủa gì má, câu đó là khó hả má? Ủa kỳ vậy? Má, kỳ quá. Nói gì luôn á nè. Em giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh nữa rồi. Ladies and gentlemen. Trời ơi, chấn động chưa trời. Kính thưa quý ông quý bà. Đó, để nó tiếp tiền kính thưa quý ông quý bà. Ủa, em đang nói tiếng Anh mà. Ở đây người ta có phiên dịch, ở đây người ta giỏi lắm. Mình nói tiếng Anh, biết nói không? Lại Say, ladies and gentlemen. Kính thưa quý ông quý bà. Để chỉnh lại tiếng lắm nè. Kính khinh quý cái ông không bà ha. Chào quý ông quý bà. Ôi mẹ. Đó rồi không? Bên chị cũng có cái ngôn ngữ mà. Đúng rồi, trời ba ngôn ngữ luôn đó trời. Em nói tiếp đi em. My name is Huy and today is my birthday. Thank you for joining us today. Many thanks to you. Thank you. Má, nói dài quá thì tôi nhớ kìa má. Bữa nay là em tên là chị Huy. Tên Huy. Hôm nay là sinh nhật của em. Rồi, cảm ơn. Ông của em rất vui. Cảm ơn mọi người đã góp vui cho em. Dạ, dạ. Rồi, rồi hết chưa? Hôm nay hai tình khách dự của Huy Huy. Chân thân cảm khám ẩn thơ. Một phong dự thiên là chụp phút bằng thương tình kinh nghiệm thương cho Huy Huy. Đó, đúng không? Dạ, cảm ơn quý vị hôm nay là sinh nhật của Huy Huy. Cảm ơn quý vị đã đến cho nên chia vui cùng Huy. Đó, dịch là vậy. Ừ, rồi chị chúc em mặn tiếng lắm đi. Hôm sớm này khai sinh sinh nhật thức của cái câu đó nghe bị cù khu. Không phải, xin kinh dịch cứ cùa khua. Vì khi, chỉ khi sẽ khe chụp khúc em khem. Học khóc, hồi học khóc thành không rồi khôi. Là giỏi đó mà. Từ ngưng lại. Bữa nay sinh nhật của em. Của em chứ cô Huy. Của Huy đúng không? Của Huy. Chị chúc em học giỏi đó. Rồi, để tiếp. Hết rồi, chúc nó học giỏi, nó đâu có làm gì đâu, chúc nó học giỏi thôi. Ủa gì mẹ? Đúng rồi, nó còn người ta mới lớn, chúc gì á mới lớn. Chúc khúc em thêm nhiều khi sự sức khỏe khe. Chúc em nhiều sức khỏe. Đó. Nhờ khơi đình khơi đòn thon. Nhờ khơi đình khơi đòn thon, ủng khung hồ khô, lồ khô tù khô. Nhớ lên đàn ủng hộ lô tô. Đó. Ủ khô ê kế. Ok. Sao quá đi khả qua tiếng Thái luôn rồi má. Má chào tao luôn á má. Trời ơi, thành hello mẹ tôi đi về giùm đi má. Đi mới đi em nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người và sau đây xin cảm ơn đoàn sơ lên. Đoàn lô tô Sài Gòn tôi thôi á. Em quyết định gia nhập vào đoàn không à? Dạ không rồi. Thẳng nha, thẳng. Ừ, thẳng, chúc mừng em thẳng. Chúc mừng em thẳng. Chị cũng thẳng nè. Chúc em thẳng vui vẻ. Chị lợi em ra khỏi cộng đồng nha Huy. Gì đi 53 cuộc cuộc gì đi cuộc cuộc gì đi mùa xuân này về quê quê ta có khắp trời biển đồng bao la cây xanh tươi hoa lá đô qua chào mùa xuân về tới cái mọi nhà con 13 mày đến nha bất dạy nha tao già không ăn hết của cha của mẹ mày nha 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 bỏ cái tật đó nha mày nha nha đang thi hoa hậu nha chị không em hoa hậu chị biết gì
Mr. Ngọc Tân Thời. Chết là chửi dữ quá. Không có em, cái này là chửi đúng mà. Mình chửi đúng thì mình phải nói đúng. Cái mình chứ đâu phải là mình ăn tầm bậy thì mình nói bậy đâu em. Đó, phải không? Vậy, nãy giờ... Gì? Là xe mà khai giặt ha. Nói chung trong lần này á, chị Trương May em là già nhất. Ừ, ai cũng biết hết trơn rồi, rồi đưa bi cho May đi rồi. Số gì đây, May gì đây, May gì đây, May gì đây. Sáng ba cho 5 ngàn, chiều ba cho 5 ngàn, có được 10 ngàn. Ê, chuẩn bị nha. Cho 5 ngàn, bên xa 5 ngàn, không còn đồng nào. Khuya ba cho 5 ngàn rồi, tới sáng ba cho 5 ngàn lông. Đứng vui ôi, 10 ngàn vẫn còn nguyên. 51, năm một viên, 51, 51, 4 cái gì vậy? 51, cái gì vậy? 51, 51 mày gì ra, mày gì ra, tắt nhạc. Chúng tôi đang gặp quý vị và đây là một cái thông báo thật là quan trọng cũng như là quý chị mình nhớ lắng nghe cho kỹ nha. Đây là một thông báo cực kỳ đặc biệt của Sài Gòn Tân Thời được gửi đến toàn thể các quý vị có mặt ở đây cũng như quý vị mình đang xem live stream của đoàn. Nếu như mà ai có yêu thích và mến bếp bà Lộ Lạp Xưởng có thể là ủng hộ trực tiếp trên quầy ở trên kia. Chúng ta sẽ có quầy lạp xưởng chế biến sẵn, sẽ có nhiều loại lạp xưởng và đặc biệt hơn nữa chúng ta sẽ có sức hóa đơn đỏ dành cho các ngày lễ Tết. Nếu như anh chị mình có thể là mua ủng hộ mình gửi để mình biếu và đặc biệt sẽ có quầy chế biến ăn thử. Quý vị có thể là dùng thử một vài miếng, sau đó mình có thể là mình mua thử nửa ký hay là một ký, sau đó mình có thể dùng thử cảm thấy nó ok hợp la ok đó thì đó. Quý vị mình có thể là ủng hộ biếu với người thân bạn bè người thương và cảm ơn tất cả quý vị hết à. Ủa quay ủa nãy mới nghe em quay quảng cáo là mấy ngày lễ là xuất hóa đơn. Ủa vậy mấy ngày bình thường xuất là bị tanh tay à? Đâu có, cái gì chị nói á, là lễ là cũng như là mình mua số lượng nhiều á, không lẽ tự nhiên mua nửa ký xuất hóa đơn. Cái nhiều khi á, cũng như là công ty đối tác, cũng như là tập đoàn gì đó có thể là mua 10 ký, 20 ký, 30 ký. Mình mua mình phải cần có cái hóa đơn đỏ. Và cái đầu mình giống như là chị nói hôm nay vậy được. Thì bình thường người ta cũng mua nhiều được, dễ mắc mới gì phải ngày lễ. Bình thường là tao mua nửa ký, ký về tao ăn nhẫn nhơ chơi à. Gần Tết tao tặng quà tao mới mua. Em sao vậy? Không. Đúng không quý vị? Em nói này là ngày lễ, ngày Tết là ví dụ anh chị mình có mua nhiều, mình mua với một cái số lượng thật là lớn, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 100 ký gì đó. Đó, mình có thể là mua về cũng như là mình ghi lại cái hóa đơn để mình trình báo, rồi mình đối soát lại với nhau. Còn ví dụ như là mình mua bình thường, ví dụ chị đi mua 1 ký, 2 ký gì đâu, có làm cần hóa đơn đỏ làm gì? Ủa em muốn sức thì đòn sức cho em. Ủa chị mua nhập lậu hay sao mà phải trình báo gì vậy? Không có em. Không, ở đoàn Sài Gòn Tân Thời là không có bao giờ nhập lậu. 12 giờ. Đã đến 12 giờ rồi cho quý vị nha. Hết chương trình quảng cáo.